Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, sau đây là chương trình lễ tang của cháu Phạm Văn Mạnh. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cháu Phạm Văn Mạnh sinh năm 2007, trú quán khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách, Hải Dương. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, tập thể y bác sĩ tận tình cứu chữa và chăm sóc, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, sức yếu, cháu đã không qua khỏi và cháu đã từ trần vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu. Cháu hưởng dương 15 tuổi. Vậy gia đình xin thông báo cho toàn thể bà con, bạn bè, thân bằng hữu được biết. Vậy thay mặt gia đình xin được kính báo. Kính thưa các quý vị và các bạn, trong suốt một năm qua, cháu đã lâm bệnh hiểm nghèo và gia đình cũng đưa cháu đi khắp bệnh viện xa cho đến bệnh viện gần. Nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo, cháu đã không qua khỏi và đã vĩnh viễn ra đi về với nơi ăn nghỉ cuối cùng, an giấc ngàn thu, để lại cho ông bà, bố mẹ, các anh chị em nay ngậm ngùi thương xót. Và kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, giờ này cũng đã tới giờ khâm niệm cho cháu Phạm Văn Mạnh. Vậy xin được kính mời toàn thể các quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cầu cho vong linh của cháu Phạm Văn Mạnh, cháu hãy mãi ra đi và siêu thoát, để về cõi vĩnh hằng yên giấc nghỉ ngàn thu, và để cháu hãy luôn phù hộ độ trì cho gia đình cũng như cho toàn thể tăng quyến được mạnh khỏe, được bình an trên cõi trần này. Và kính thưa các quý vị và các bạn, mọi người xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới tiếp theo từ Khanh Béo TV. Vậy thay mặt anh em trong chương trình xin được cảm ơn tới tất cả các quý vị và các bạn, và chúc cho các quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các quý vị và các bạn trong những clip sau.